Ok, hai chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và mình là Stubby Gaming đây các bạn. Ok, ngày hôm nay thì mình là xin đội trưởng Go Booster các bạn ha. Còn đây là Cuồng Phong, đây là Điện Tử, Gao, Deka và Cơ Động. Thì ngày hôm nay tụi mình đang đi một cái chuyến mà gọi là dã ngoại các bạn ha. Và tụi mình đang nghỉ ở một cái khách sạn là Motel. Đấy, thường thường thì nó sẽ để là hotel mà mình không biết motel là nó như thế nào ha. Hotel là nhà nghỉ đúng không? Đó, còn motel thì theo các bạn là cái gì thì mình cũng chưa tìm hiểu đúng nha. Chắc có lẽ là motel là nhà trọ đúng không? Để mình xem thử coi. Theo mình nghĩ là như vậy đó các bạn. Motel như là nhà trọ, còn hotel là nhà nghỉ. Hay, không biết mình giải thích như vậy là có nó hợp lý hay không ha. Thôi, nhưng mà kệ cho nó, nhà nghỉ là khách sạn gì thì được các bạn ạ. À, rồi, ok. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ bắt đầu đi chơi tiếp thôi các bạn ha. Ngày hôm nay được có ngày nghỉ để đi chơi mà ngại gì không đi đúng không các bạn? Ok, ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi vòng quanh đây các bạn ha. Thì ở bên đây nó có một cái gọi là điện gió mặt trời đấy các bạn, gọi là những cái tua bin gió đấy, rất là đẹp các bạn ạ. À, ấy, ngày hôm nay thì mình sẽ đi bên đó để tham quan lại cái chỗ đó các bạn ha. Cái chỗ đó đây 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 đây, trước mặt của mình đây này các bạn, đây những cây tua bin gió các bạn ơi, ấy rất là đẹp nha. Đây là một cái chỗ mà gọi là tuyệt vời nhất ở trong người ta năm rồi các bạn. Ở đây nó còn có thêm những cái này nè các bạn, gọi là những cái mà gọi là cái này là gọi là cái chảo đúng không các bạn, cái chảo để thám hiểm vũ trụ ấy. Thì nhiều lâu lâu nhắc tới cái mình bị quên các bạn ạ. À, đây lại gặp tội phạm nữa các bạn ơi, tội phạm nó xuất hiện tối ngày sáng đêm luôn á, cảnh sát lúc nào cũng làm việc không ngừng nghỉ hết ha. Cái gì, cảnh sát chạy kỳ vậy, chứ có lẽ là gấp quá thôi, mình cũng thông cảm các bạn ạ. À, thì ra lỡ có quẹt nhẹ vào xe xe màu xanh rồi, xin lỗi là màu xanh nha. Đây thì ở đây nó có một vài cây là nó sẽ không có quay nha các bạn, có một vài cây thì nó sẽ không có quay đấy, chứ có lẽ là họ tắt đi để sửa chữa hay là làm một cái gì đó ở trên những cái cây tua bin gió này ha. Đây để ngày hôm nay mình quẹo lên các bạn ha, đây nó có cái đường quẹo lên này, đường đi rất chi là vòng vèo nhá. Mình nghĩ đây gọi là nó nằm ở trên cao dưới này, nó không có nhà, gió nó sẽ thổi vào nhiều hơn ấy các bạn, cho nên rất là lý tưởng để đặt những tua bin gió này ha. Đây tội phạm bên này đây, các bạn có thấy trực thăng bên kia nó đang giết tội phạm không? Đó, ở bên đây nó có cục màu trắng mà nó tiết lên trời này, đây là kêu một cái GPS để mà cảnh sát đánh dấu là cái bọn tội phạm nó là đi tới đâu rồi đó, để cho trực thăng nó đuổi theo ấy. Ây da, chết tôi rồi. Ây da, xin lỗi người anh em nha, do là tôi hả đang mãi nhìn mấy thằng tội phạm cho nên là không có để ý, làm xe nó tụt xuống dưới đây luôn rồi. Let's go, đi thôi. À, tiếp tục thôi các bạn ơi, đây là cái tua bin gió năng lượng mặt trời đây các bạn ơi. Hình như mình nhớ là lúc trước mình có đi ở chỗ nào á mà nó chảy rất là nhiều những cái tấm năng lượng mặt trời luôn á các bạn, vẫn không nhớ nằm ở chỗ nào nữa. Ui, ẩu rồi đó. Ẩu rồi đó ba, bay kia đó là chết luôn á. Đây nằm ngay cái chỗ nhà tù này các bạn, đó hôm nay có cả nhà tù á này, đường xá thì rất là đẹp ha, nên mình chạy đi cái đường rừng đường núi luôn rồi đó. Nhưng mà ở đây thì không nhất thiết là phải chạy theo đường nữa các bạn á,
Tại vì ở những cái chỗ này thì người ta làm rất là bằng phẳng các bạn ha. Cho nên các bạn có thể chạy thoải mái vòng 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 ở trên đây cũng được, nhưng mà đừng có xuống những cái hố như thế này thôi. Ồ, rất là nhiều. Nếu tôi bên gió đang quay nữa. Quá là tuyệt vời các bạn ha. Nữa 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 hả? Nữa hả? Ơi hả? Thì cái xe này nó ngồi nó không phải là ngồi ở trong các bạn ha, ngồi ở ngoài thì nó rất là tưng các bạn. Và khi mà rất là dễ té ha. Đây đâu có chỗ vịn đâu các bạn. Nó chỉ có những cái cây nhỏ để che và dựa lưng thôi. Đây. Này rất là rộng các bạn, rất là nhiều những cái tua bin gió khác nhau. Úi da. Trời, xém nữa là mình thắng không kịp luôn rồi đó. Hồi đây mình chạy luôn quyến đường thẳng này cho lẹ các bạn ơi. Ở đây nó cứ chỉ mình chạy vòng 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 ấy. Đúng không? Tại vì mình chạy một đường thẳng là xong. Còn này nó cứ chỉ mình chạy vòng 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 ở quanh khu vực này á. Chạy bị chỗ lẹ các bạn ơi. Tại vì cái chỗ này nó cũng khá là bằng phẳng và cũng khá là dễ chạy ha. Đấy, xe nó xuống rất là nhẹ nhàng. Ở đây còn có thêm ấy, chỗ này không được nha. Chỗ này xuống là một cái là hai anh ngồi đằng sau là tung đít luôn á các bạn. Chỗ này cũng không được, thôi để mình chạy này, chỗ này an toàn này các bạn ơi. Đấy, ở đây còn có thêm mấy cây tua bin gió đang chờ để lắp ráp nữa nè. Khá đẹp các bạn ha. Ở Việt Nam mình cái chỗ mà nhiều tua bin gió nhất hình như là nó nằm đâu ngoài Nha Trang hay Bình Thuận gì đấy. Đây nè, rất là nhiều những cái tua bin gió này các bạn. Giống như đang đợi để lắp đặt á. Ấy da, xin lỗi anh trai. Trời ơi anh trai, trời làm chạy xe em luôn rồi anh trai. Đậu trực thăng đâu đây gì quá. Đấy, những cánh quạt tua bin gió khổng lồ các bạn ha. Đây là hình như là cái chỗ này là bên nhà máy hạt nhân hay sao á, nhà máy uranium. Ui, cái gì ở đây vậy? Ui, hình như mình thấy có một kẻ khổng lồ đang đứng ở bên kia đúng không các bạn? Để mình đi cái đường này mình vô mình xem kỹ là coi đó là ai vậy. Trời ơi, siêu to khổng lồ các bạn ơi. Cầm cây kiếm đứng rất là uy nghi ha. Ây da, nữa rồi. Lại té nữa. What the fuck. Đi nè các bạn. Trời ơi. Ê, hình như đây là con A chóc ở trong Liên Minh Huyền Thoại đúng không các bạn? Tụi mình đậu đây cho nó an toàn các bạn ha. Tránh đụng vô ba cái thùng dầu kén lửa này ha, nó nổ banh xác luôn á các bạn. Đi ra nào, tôi bay xuống rồi tôi bay còn đứng đó nữa. Cản đường tao. Quay quay A chóc luôn các bạn. Đây hình như là A chóc công nghệ là cái gì đúng không? Tôi nhìn nè. Quay. Hình như đây A chóc công nghệ đó các bạn. Quê ngày hôm nay A chóc công nghệ tự nhiên sơ đứng ở đây. What the fuck. Ôi ôi, nhìn hai cánh nữa nè các bạn. Ôi, A chóc công nghệ này với lại cái kiếm công nghệ này á, nó mà hóa quỷ lên nó lập một cái các bạn khỏi chạy luôn, nó hồi máu như điên vậy đó. Đây nè. Ở bên đây còn có hai cánh quạt tua bin nữa nè các bạn. Thấy không? Ôi. Nhìn khá là hoành tráng, khá là bự luôn. Cái kiếm này mà đập tụi mình một cái chắc là tụi mình chết luôn đó các bạn ơi. Ai mày không biết ngày hôm nay tự nhiên đứng đây làm gì nữa ha. Nó có mục đích gì? Hay là nó muốn phá hoại cái nhà máy uranium này sao? À, như vậy là không được nha. Ây da, trời ơi. Lâu lắm rồi mình mới thấy là một cái nhân vật Liên Minh Huyền Thoại to và khổng lồ như thế này đứng đây luôn á. Đây là hả, gọi là body khi mà nó hóa quỷ lên nè các bạn.
nhìn nó rất là bự và nó cánh nó nhìn nó rất là uy lực ha. Cái này chắc là A Chóc thì nó không có hiền nữa các bạn ơi, ta gọi là quỷ A Chóc ha. Thấy mà gọi là quỷ thì nó không có thân thiện cho lắm, cho nên là mình sẽ nhờ một anh chàng mà cũng có kiếm mà cũng có cánh luôn để qua đánh cái con A Chóc này. Các bạn biết đó là ai không? Đó chính là anh chàng Gundam các bạn ha. Đây bây giờ mình sẽ phát cái vị trí của mình nè đấy, để mình phát GPS lên để cho người anh em Gundam có thể biết được vị trí của mình và tới đây để hỗ trợ mình các bạn ha. Bây giờ cái việc còn lại tụi mình là ngồi đợi thôi các bạn ơi, để cho anh Gundam tới đi hỗ trợ tụi mình nè. Ui nó chạy đâu vậy, hình như nó phát hiện của mình rồi kìa. Ây da, nó phát hiện của mình rồi các bạn ơi. What the heck, ôi ôi nguyên con quỷ A Chóc luôn anh em ạ. Anh em lấy súng ra chơi nó anh em. Rồi không có cơ hội lấy súng luôn rồi các bạn ơi, chết mình rồi. Trời ơi nguyên con A Chóc luôn kìa các bạn ơi. Quá dữ dằn. Ui tại sao nó lại phát hiện ra mình đang đứng ở đây ta? Nãy giờ mình núp lắm rồi đó, mà nó vẫn phát hiện ra mình các bạn ơi. Kỳ này thua luôn rồi. Ây da, chỗ nập đất bấy luôn rồi. Nếu mà để như vậy á, là hả, cái chỗ nhà máy uranium này là không có ổn đâu các bạn ha. Đó mà nhiễm phóng xạ một cái là tất cả những cái người hoặc là những cái nhà trong bán kính là mấy chục km là phải di tản hết luôn á, giống như thành phố ma luôn đấy các bạn. Ui quá dư. Trời trời trời, trời nó dỗ mình giống như là mình dỗ con kiến vậy các bạn. Trời nó dùng cái kiếm mới đập xuống kìa. Nhưng mà không sao, mình đã gửi vị trí đó cho anh Gundam rồi các bạn ha. Mong anh sẽ tới giúp đỡ tụi mình. Vâng thưa các bạn, đây chính là anh chàng Gundam này. Thì ngày hôm nay anh chàng Gundam này đang có một cái số nhiệm vụ ở bên cái nhà tù lớn nhất trong GTA 5 này các bạn ha. Các bạn biết đó là những nhiệm vụ gì không? Đó chính là những cái nhiệm vụ gọi là bảo vệ nhà tù này, rồi sau đó là giúp bắt giữ những cái phạm nhân mà trốn chạy ra khi mà cảnh sát nó không bắt được các bạn ha. Nhưng mà đột nhiên thì ngày hôm nay Gundam đã nhận được một cái GPS của những người anh em sinh đội trưởng. Ở đây ngày hôm nay có mấy thằng tù trốn chạy, mấy thằng tội phạm đang đứng đây âm mưu để hả cướp tù này các bạn. Đấy bây giờ mình sẽ lấy cái kiếm ra. Hãy đang bắn mình nè. Này gặp ai chứ gặp Gundam là chết tụi mày rồi. Một phát một đi hết. Còn một thằng ở đây nữa. Ủa khỏi tốn công cảnh sát luôn các bạn nha. Nhưng mà quên nữa, mình phải đi qua cái vị trí của những người nam sinh đó đội trưởng đã gửi cho mình các bạn ha. Đây anh chàng Gundam này cũng có cánh nha. Đây mình đã gặp được A Chóc rồi các bạn. Ủa sao nó bự quá vậy? Trời nó bự hơn mình gấp đôi luôn á. Cái kiếm nó rồi. Không sao, vẫn chơi được các bạn ha. Ui A Chóc này nhìn nó khủng chứ. Đừng lấy cái kiếm laser đi các bạn ơi, để gọi là cái kiếm này sẽ tránh việc nó hồi lại máu các bạn ha, gây vết thương sâu rồi cái kiểu ấy. Chết đi nè. A Chóc hả, cũng là cùng có cánh và cùng có kiếm, nhưng mà A Chóc này nó mạnh hơn các bạn ơi, nó là ác quỷ. Chết đi A Chóc. Nè A Chóc hả. Nhưng mà Gundam nó vẫn là một cái gì đó các bạn ha. Ây da, đau nha anh trai. Này A Chóc này, quất nó. Tránh hả? Tránh tránh. Này thì A Chóc chết luôn rồi các bạn ơi. A Chóc hả, A Chóc mà gặp cái kiếm laser của Gundam thì cũng phải nằm xuống thôi các bạn. Đây. Ok các bạn, vậy là ngày hôm nay thì anh chàng Gundam đã giúp những người anh em xin lỗi trưởng tiêu diệt một con A Chóc đèn hóa điên các bạn ha. Đấy và video này tới đây của mình cũng xin kết thúc nha, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của mình. Nếu như các bạn thích
Gundam đánh Na Chốc thì các bạn hãy nhớ cho một like, một subscribe ha. Và nếu như các bạn có yêu cầu lấy ý kiến thì các bạn cứ comment bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stoby Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.